Hello cái chị. Ôi con gái của cái chị trông thật là xinh đẹp và đáng yêu gì đâu á. Đó có phải là một trong những cái câu khen ngợi mà cái chị rất muốn nghe từ những người khác đối với con gái của mình không? Thì cái câu khen ngợi đó dành cho những chiếc đầm này nè, những chiếc đầm mà dán vải liền như vậy á sẽ giúp các bé trông trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn rất là nhiều. Hai mẫu đầm này là hai mẫu đầm tuy đã ra thị trường rất là lâu rồi nhưng mà đây là hai cái màu sắc mà bên em mới ra mới nhất hiện nay, là màu xanh caro và màu xanh bạc hà. Hai màu xanh, hai cái màu này á, tất cả các loại da đều phù hợp. Thì những bé nào mà muốn dịu dàng, bánh bèo chút xíu, mình có thể lựa những cái màu như thế này, màu pastel nhẹ nhàng để giúp các bé trông sáng da hơn. Hoặc là những bé nào mà muốn cá tính thể hiện phong cách của mình thì các mẹ có thể mua cho các bé những loại đầm kiểu caro như thế này nè. Thì các bé mình có thể phối hợp với cả giày thể thao nữa, trông sẽ dạng như phong cách và mạnh mẽ hơn rất là nhiều đó nha. Rồi hai cái đầm này á, điểm nhấn của nó là chỗ tay bèo, tay nó hơi bèo bèo nhẹ như vậy thôi nè, bèo nhẹ thôi để tạo cảm giác là mới lạ và rất là duyên dáng cho các bé. Kiểu áo form chữ A khi các bé mặc vào sẽ trở nên sang chảnh như một quý cô tiểu thư, rồi các bé mặc vào sẽ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt bên em thiết kế tất cả loại đầm cho bé gái á, không có giống như là các loại đầm cho người lớn là nó sẽ ôm gọn vào vòng eo mà nó chỉ ôm nhẹ nhẹ thôi, để tạo cảm giác là cân đối thân hình cho các bé nhà mình. Vì các bé nhà mình thường còn nhỏ không có vòng một như là người lớn, nên là bên em thường thiết kế các loại đầm theo kiểu phong dáng chữ A hoặc là phong dáng hơi chữ nhật chút xíu để có thể giấu được cái vòng bụng hơi mũm mĩm của các bé. Điểm nhấn đặc biệt hơn nữa là chỗ chân váy, là chân váy chân váy đuôi cá ngắn và xòe nhẹ ở dưới đây để tạo cảm giác là dịu dàng thướt tha, và khi các bé mặc vào á tạo cảm giác nữa là trong cái phần chân nó sẽ dài hơn chút xíu. Đặc biệt là bên em có thiết kế thêm một cái cọng dây đây nữa nè, cọng dây này á để điều chỉnh được kích cỡ vòng eo của các bé nhà mình. Thì cái dây này á mình có thể cắt cái nơ ở trước bụng trông rất là dễ thương và duyên dáng. Và có kiểu thứ hai nữa là cái mẹ của mình có thể là cột nơ ở phía sau lưng. Hai kiểu đều rất là đẹp nha. Phía sau lưng bên em có một cái dây kéo. Dây kéo này mình kéo xuống rất là sâu thế nè. thôi thế thôi thế thôi đúng rồi. Kéo xuống rất là sâu để các bé nhà mình có thể dễ dàng chui đầu vào. Cổ nó cũng là cổ tròn nữa nên trông cái bé sẽ trở nên kín đáo hơn, thanh lịch hơn ở trong cái bộ đầm này. Và những mẹ nào mà ở nhà có hai bé á, là bé trai và bé gái luôn á, thì mình có thể là mua cả hai món cho bé, là bé gái mặc đầm và bé trai mặc áo sơ mi. Đây, áo sơ mi này bên em cũng thiết kế hai màu y chang với cái đầm luôn, là màu xanh bạc hà và màu xanh caro. Cực kỳ đẹp. Các bé nào mà khoảng từ 3 tuổi đến 12 tuổi là mặc được nha các mẹ. Khoảng 3 tuổi là khoảng chừng 13 kg đến 45 kg là mặc được. Nên là các mẹ nào mà có các bé khoảng trăm tuổi tuổi đó thì mình nhanh tay ghé đến những cửa hàng của bên em để lựa cho các bé những mẫu mới nhất và xinh đẹp nhất nha. Đặc biệt á, là cuối tuần này thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật bên em đang chạy chương trình Black Friday, giảm giá lên đến 50% tất cả sản phẩm. Nhất là những sản phẩm bình thường không có giảm giá như là áo dài, áo bà ba, rồi đồng phục học sinh, bên em cũng giảm giá luôn nha, giảm giá lên tới 20% lần. Nên là các mẹ nhà mình hãy nhanh tay ghé đến cửa hàng trong những ngày khuyến mãi này để mình có thể nhận được ưu đãi thật rất thật hấp dẫn nha. Em quên nói, cái đầm này là chất liệu vải linen. Vải linen này nó rất là mỏng và mát, cực kỳ mát cho các bé luôn. Bên trong còn có cái lớp vải màu trắng, lớp vải thun cô tông màu trắng rất là thấm hút mồ hôi cho các bé, nên là các mẹ mình có thể yên tâm cho các bé mặc những bộ đầm này sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Cái loại chất vải linen này á, đặc biệt là nó sẽ rất là mau khô và thoáng mát cho các bé nhà mình nữa. Nên là các mẹ nhà mình hãy còn chần chừ gì mà không ghé đến gian hàng của bên em để lựa cho các bé những mẫu đầm xinh đẹp như thế này. Rồi cảm ơn các mẹ đã theo dõi. Cảm ơn.